sao bạn? À, mình chưa biết tên hai bạn nha. À, mình là Vi. Dạ. Yeah. À, cậu là gì? Mình tên Khải. Dạ. Mạnh mẽ lên. À, cảm xúc của mình khi mà tiếp xúc và gặp bạn Nam ấy, thì mình thấy bạn Nam là một người khá là rụt rè và có một chút gì đấy gọi là hơi lo lắng khi mà giao tiếp với các bạn nữ. Thấy bạn có vẻ hơi rụt rè. Đúng rồi, tại vì lần đầu mình hơi run. Tại vì mình nghĩ là cậu trải nghiệm qua nhiều nghề. Mình thấy cậu ở trên Facebook, mình biết cậu rất là thích kinh doanh đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm thấy cậu rất là kiểu bán tất cả loại luôn, ví dụ là nước hoa, kem ăn rồi kẹp tóc các thứ đúng không? Dạ đúng rồi. Mình rất là thích một người con trai biết kinh doanh, thích kinh doanh như vậy. Nhưng mà bạn phải mạnh mẽ một tí nữa. Bạn có hỏi gì nữa không? Thôi bạn. Bạn thích gì? Rất là đáng yêu. Mình cũng giống như bạn vậy đó, rất là thích nhiều món. Bạn thích nhiều món đúng không? Đúng mình rất ăn lắm. Mỗi tội mình ăn là không có béo lên được. Rất cần người chăm nuôi để béo lên. Chào bạn, mình là An. Dạ. Đúng rồi, dạ. Con trai mình mẽ lên. Kiểu khi giao tiếp với con gái thì bạn thường là rụt rè như vậy hay là như thế nào? Mình tính mình thì nhút nhát lắm. Dạ. Hơi hiền chứ. Hơi hiền. Dạ, thích con gái như nào? Mình thích con gái hiền. Đúng nhất là tại vì mình cũng hiền nữa. Nhưng mà thường ấy thì là theo anh thấy thì là hai thái cực khác nhau rồi hay hút nhau hơn, là hai người giống nhau thì khó mà hút nhau lắm. Hình như là bạn là cung xử nữ đúng không? Cung xử nữ hình như là thích cậu càng ăn nắp và cầu toàn đúng không? Dạ. Có phải tính cách của bạn có phải thuộc tuyết người như thế không? Tại vì mình cũng là sự nữ mà. Yeah. Sự nữ ưa sạch sẽ và gọn gàng lắm. Trời ơi, nhưng mà rất là lười. Bây giờ mình xin xếp phép hai bạn mình nắm tay. Bạn muốn nắm tay ai? Bên phải chứ nhờ. Ok. Ở bên này là là bên phải đúng không? Bên phải. Sau khi mà nắm tay bạn Nam ấy, thì mình thấy là bàn tay của bạn ấy khá là gọi là gì nhỉ, rắn chắc ấy, thì có nghĩa là bạn này hoạt động hay là lao động khá là nhiều. Cứng hả? Sau khi cảm nhận về bạn sẽ hẹn hò với ai đầu tiên? Sẽ chào bên phải nha. Dễ hiểu thôi mà, tại vì là trong cái lúc mà ngồi nói chuyện với cả hai bạn nữ ấy, thì là mình cảm thấy là bạn ý kết nối được với bạn Vi nhiều hơn là mình á, nên là mình thấy cái cũng hơi buồn một chút xíu là cái mình chưa có thể thu hút bạn được ngay trong cái lần đầu tiên. Sau cuộc hẹn vừa rồi thì em cảm thấy bạn ấy là một người khá khác ở trên Facebook và bạn ấy khá là nhút nhát. Rất là dễ thương. Em nghĩ là nếu như mà được tìm hiểu bạn ấy thì em sẽ cùng bạn ấy thay đổi một xí về tính cách và cách giao tiếp và cách nói chuyện với người xung quanh, cho bạn ấy đỡ phải nhút nhát và đỡ run hơn. Cô gái bên phải thì nói chuyện dễ thương, hiền lành, nghe rất là dễ chịu. Lúc mà bạn ấy nói chuyện thì mình thích bạn ấy liền. Em cảm thấy rất là vui vì em nghĩ là bạn ấy cũng có thể thấy được một điều gì đó ở em và có khi là bạn ấy thấy em rất là vui vẻ, rất là vui tính, rất là dễ nói chuyện.
À, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Wow. Khi mà bạn Nam mở mặt ra thì em thấy bạn có một gương mặt khá là hiền hậu, đúng như cái tính cách của bạn khi em nói chuyện, là một người rất là nhút nhát. Bạn khá là đẹp trai. Bình thường hàng ngày thì cậu sẽ làm những việc gì? Thì hiện tại mình đang kinh doanh kem. Nên là buổi sáng thì mình làm kem xong rồi tối đi bán. Đi bán? À, ờ. Mình sẽ bán ở đâu nhỉ? Mình bán ở khu quận nhất á. Ngay Bùi Viện. Phố Đi Bộ cũng là. Ê, mình cũng hay đi lắm á, nhưng mà mình không gặp cậu lắm á. Nếu mà mình gặp chắc chắn là sẽ mua rồi. Tại vì mình rất là thích ăn kem sầu riêng hoặc là mấy kem gì đó. Mình bán kem nhãn, kem nhãn, mít. Sầu riêng. Mà bình thường cậu có ngày rảnh đúng không? Thường thường thì mình không có ngày rảnh. Không có rảnh. Vậy có ví dụ có một thời gian nào đó nếu như mà cậu có người yêu thì bạn sẽ... Nếu mà một thời gian nào đó mình có người yêu thì mình sẽ sắp xếp. Tại vì thời gian là mình rất là chủ tự do, chủ thời gian á. Còn bạn làm công việc gì? Mình đi học và hiện tại mình cũng có làm những việc tự do, làm PC. Quê cậu ở đâu? Quê mình thì ở Đà Nẵng nhưng mà mình sinh ra, sinh sống ra ở Sài Gòn từ bé. À, cậu có hai mối tình đúng không? Đúng rồi, mối tình thứ hai thì cũng mới đây cách đây năm. Một năm? Đúng rồi. Sao mà hai bạn gặp nhau? Mình mối tình mình đi cà phê. Chúng ta đang vô tình đi trà sữa đó. Có khi nào cái lý do mà để bạn thích cái người đó là gì? Mình chỉ quan trọng là giọng nói. À, giọng nói. Giọng nói truyền cảm là mình thích liền. À, giọng nói bạn dễ thích lẹ đúng không hả? Bạn thích một người con gái miền Bắc đúng không? Đúng rồi. Bắc. Nhưng mà Di nói giọng Nam. Thiệt ra là Di có thể nói giọng Bắc á. Nhưng mà Di muốn nói giọng Nam tại vì mình phải không thể nào làm cái gu của cậu được. Tại vì cậu phải thích Di vì tính cách chứ không phải là vì những cái gì mà cậu đặt ra. Cậu có thích uống trà sữa không? Mình thì mình thích ngọt nên là mình thích ngọt. Ê, Di cũng thích, tôi cũng thích ngọt. Rất là thích ăn bánh ngọt. Ở đâu có bánh ngọt là Di đều thích. Nhưng mà dạo này thì hay thích, tự nhiên thấy thèm ăn kem. Lâu rồi chưa ăn kem nhưng mà Di nghĩ là sau này Di sẽ là một gọi là khách hàng VIP của cậu á. Nếu mà được thì tối nay mình sẽ cho bạn. Ồ, cho mình hả? Ê, bạn có lấy tiền không? Đừng lấy tiền nha. Mình tặng chứ. Vậy thì vui quá rồi. Chưa có tình yêu nhưng mà thấy được ăn rồi đó. Giờ mình chào bạn và sẽ hẹn gặp lại. Gặp lại. Ok. Lần tới. Ok, bye bye. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi mình thấy bạn Huy rất là dễ thương. Mình thích mẫu người con gái nó nhiều. Tại vì mình đã ít nói rồi nên là mình muốn tìm một người bạn nói nhiều hơn mình. Bạn ấy bộc lộ con người của chính bạn ấy cho mình thấy là bạn ấy là một con người rất là hiền, rất là chân thành, rất là nhẹ nhàng. Và bạn ấy rất là chăm chỉ. So với mẫu bạn gái của mình thì Vi 7 trên 10 điểm.
chị ơi. Hello cậu. Hello. Anh đang làm bánh à? Ờ, anh đang làm cái nhân của bánh. Ờ. Thèm. Ngày trước thì mình cũng làm bánh làm được mấy tháng. Là bạn biết là bánh. Biết là bánh su này, bánh phô mai gà. Biết là bánh này không? Không. Bánh là bánh nhân strawberry. Em muốn làm không? Muốn cùng làm không? Ok, giờ mình làm gì ạ? Ok, giờ mình làm để ta về cho bạn. Nhưng mà như bạn hơi cao quá. Cúi đầu xuống rồi. Ủa, chưa rồi, tới đây con muốn tìm một người như nào? À, mình muốn tìm... Một người... Thôi cùng quá. Sao? Hiền. Hiền đúng không? Hiền. Nhẹ nhàng, dịu dàng. Đúng rồi. Tìm được chưa? Thì mình cũng đang tìm đây. Ủa, nhà cậu là có mấy anh chị em? Mẹ mình có mình. À, là con một hả? Dạ, đúng rồi, con một. Ủa, nhưng mà tại sao bạn lại thích con gái lọc Hà Nội? Mối tình cũ là con gái lọc Hà Nội ạ? À? Tại vì mình nghe giọng con gái Hà Nội á. Thích liền luôn. Con gái Hà Nội thích liền luôn á hả? Nhưng mà cũng nghe... Cái giọng trầm cảm mà dễ thương á. À, trầm cảm dễ thương, thế giọng tới như nào? Sao? Bị đánh giá không? Mà... Vì sao? Đẹp cho lắm, nên là... Hay vậy? Cô giống ở Hà Nội không? Cũng giống 90 đó. Cũng 90% là ở Hà Nội hả? Nhưng mà tớ thì ở ngoài Bắc vào mà. Nhưng mà sống ở đây 4 năm rồi, nên là cũng yeah. Bị lái một chút xíu. Ê, cậu quay đi. Quay tròn rồi. Trời ơi, má ơi, hỏng rồi má. Ừ. Quay theo chiều. Đâu nhỉ? Đây. Mẹ có hối kiếm bạn gái không? À, cũng có chứ. Mẹ hối ở bây giờ bao nhiêu tuổi nhỉ? Bây giờ mình 22 à? Đúng rồi, 21. Mà mẹ đã hối là còn phải có bạn gái rồi nè. Mẹ cho mà. Mẹ cho có bạn gái chứ không phải là mẹ hối đúng không? Mày xem là chín chín à? Không má ơi, chị nói chín chín luôn hả? Đoán được ta, đoán xem là chín sáu. Thích tuổi bao nhiêu? Thích tuổi xem bao nhiêu? Mình thì thích những người mà hơn tuổi mình khoảng 2-3 tuổi. 2-3 tuổi à? Chứ mẹ có nói là tuổi nào hợp không? Gia đình mình sống đây kiểu mà thoáng lắm. Sao bạn nghĩ sao mà trước khi ví dụ như bạn có bạn gái, xong rồi trước khi mà kết hôn chẳng hạn, trước khi một kết hôn hai đứa kiểu đang yêu nhau rất là bình thường, xong rồi hai gia đình đi coi ngày cưới á, thầy xem tử vi nói bảo là nếu mà cưới nhau thì hai bên gia đình sẽ phá sản, rồi kiểu mẹ bạn đấy sẽ mất sớm, rồi các kiểu, bạn tin cái đó không? Vẫn tin. Cái đó cũng là một trong những cái lý do mà mình chia tay về cái tình đầu của mình luôn. Dạ. Yeah. Tình đầu 3 năm. Khi mà bạn gặp mình ý, cái lúc mà nói chuyện đầu tiên bạn cảm thấy như thế nào? Có cảm nhận gì không? Bạn... Sao? Cái gì? Dữ sao? Có ấn tượng gì không hay là chả có ấn tượng gì hết chưa? Bạn nói chuyện với mình á, thì bạn đưa tính. Vui tính hả? Vui tính. Gì nữa? Nụ cười thân thiện. Nụ cười. Cái gì sau buổi này thì mình mong là vẫn là bạn nha. Ok, hẹn gặp lại bạn. Cái gì mà tí nữa mình sẽ xin phút đi cà phê gì đó. Được nha. Xong rồi ăn kem của mình. Bạn là một người khá là chân thành, nhút nhát, hơi nhút nhát so với cả các bạn nữ. Nhưng mà được cái là vô cùng chân thành và kiểu có cái điều gì đó gọi là gì nhỉ? Cũng dễ thương và vui vẻ nữa. Mình cảm thấy cô gái vừa rồi nói chuyện rất là vô tính, hoạt bát, thân thiện với mình. Lúc mà xem profile thì có thể là mức độ phần trăm của mình là 55% và bây giờ có thể tăng lên là 60%. Tăng lên bởi vì cái mà mình tiếp xúc với bạn ấy mình đánh giá cao ấy là một người thật thà và hiền. So với mẫu bạn gái của mình thì
An giống 9/10. À, cái gu ăn mặc của An hợp đúng kiểu thích của mình. À, An thì rất là dễ thương, nói chuyện rất là vui tính. Khi bạn An nói chuyện mình, bạn ấy cười một nụ cười thân thiện là mình cảm thấy say nắng. Đã đến lúc Khải phải đưa ra quyết định của mình. Liệu chàng trai nhút nhát có lựa chọn đúng người hay sẽ lại có thêm một khoảng thời gian cô đơn? Mình cũng rất tự tin vào bản thân của mình. Mình nghĩ là mình sẽ được bạn ấy để mắt tới. Và biết đâu cơ hội sẽ đến với mình. Khả năng mà bạn ấy chọn mình chắc khoảng 40% thôi, 30-40%, dưới 50%. Tại vì là mình có quan sát Vi và bạn ý thì là Vi là một cái người có thể connect với bạn ấy tốt hơn. Và kiểu là mấy cái thử thách mà mình đưa ra ấy thì là đa số đến đây là mình sẽ phải chủ động với bạn ấy nhiều. Nên là hai đứa khi mà nói chuyện với nhau ấy thường là sẽ có khoảng lặng rất là nhiều. Nên là mình nghĩ là chàng trai này chỉ số cao là sẽ chọn Vi á. Mình đánh giá khá cao về bạn nữ còn lại. Tại vì bạn ấy là một người hát hay, bạn ấy là nói giọng Bắc. Trong cái thông tin của bạn nam thì bạn ấy rất thích một người nói giọng Bắc. Mình nghĩ là bạn đó gọi là có điểm cộng. Bạn nữ kia cũng khá là tự tin trong vấn đề giao tiếp. Bạn nữ đối phương thì là một người rất là năng động và bạn ý biết cách nói chuyện với cả những người trầm tính hoặc là những người kiểu hơi run sợ một chút xíu. Các bạn có thể quay lại. Chào hai bạn. Bây giờ thì mình muốn nghe cảm nhận hai bạn về mình. Chị đi trước ạ. Thì cảm nhận của An về Khải thì chắc là Khải là một người khá là nhút nhát, đúng không? Nhưng mà được cái là nụ cười rất là đẹp, dễ thương. Còn Vi. Cảm giác của Vi dành cho Khải là Khải là một người khá là ấm áp mà hiền, dễ thương, đáng yêu. Cảm ơn Vi và An. Sau đây mình xin lỗi một người phải yêu ghé về. Mình tặng ly nước này giống như là lời xin lỗi. Thiệt ra là Vi có thể nói giọng Bắc á, nhưng mà Vi muốn nói giọng Nam. Tại vì mình phải không thể nào làm cái gu của cậu được. Tại vì cậu phải thích Vi vì tính cách chứ không phải là vì những cái gì mà cậu đặt ra. Khi mà bạn gặp mình ý, cái lúc mà nói chuyện đầu tiên bạn cảm thấy như nào? Có cảm nhận gì không? Bạn... Sao? Cũng dữ sao? Có ấn tượng gì không hay là chả có ấn tượng gì hết chưa? Bạn nói chuyện với mình á thì bạn đưa tính. Vui tính hả? Đưa tính. Gì nữa? Đưa cười thân thiện. Ai cũng có cái lý do cả, ai cũng sẽ có những cảm xúc riêng. Sau cái buổi này thì mình mong là An và Khải sẽ bạn có những cuộc hẹn chơi riêng. Ok. An á thì thực ra là An đến đây chủ yếu là muốn hay là mình có sức hút với các bạn nam hay không? Yeah. Bài chào là Bài chào là Piccolo. Bài chào là Piccolo. Để mà tự tin, nói là tự tin bao nhiêu phần trăm thì cũng chưa biết được. Tại vì là phải gặp
phải gặp và nói chuyện thì sẽ cái đấy có thể đong đếm được, thì cái này thì tôi cho là 30% đi, 30% là sẽ có thể gây ấn tượng với bạn này. Thì bây giờ mình rất là sẵn sàng cho vai trò là fake love trong thử thách lần này để thử thách xem được tình cảm của bạn này như thế nào. Ôm tạm biệt nha. Okay, ban đầu thì mình cũng đã đoán ra là ai thật là ai là giả, nhưng mình muốn đúng cái theo cái tình cảm mình thích ai thì mình sẽ nói ra. Thật ra thì mình cũng hơi có một chút khi mà biết bạn ấy chọn mình thì mình cũng hơi có một chút bất ngờ, tại vì ngay từ ban đầu thì mình nghĩ là bạn Vi kết nối với bạn Khải tốt hơn ấy. Mình thấy An là một cô gái rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Cô ấy có một cái mái tóc dài mình rất là thích, tại vì mình luôn mơ ước có một mái tóc như cô ấy vậy. Mình mà là con trai mình cũng sẽ thích cô ấy, nên mình cũng không thể nào mà trách Khải được, tại vì An là một cô gái quá hoàn hảo và cô ấy còn hát hay nữa. Đặc biệt cô ấy rất là có nụ cười rất là tươi giống như Khải vậy. Cảm thấy là hơi có lỗi một chút xíu, tại vì là đã chót gây thương nhớ cho người ta. Thông qua chương trình này thì mình có lời nhắn nhủ với Vi là mình cũng mong muốn làm bạn sau chương trình này. Mình thật sự muốn chúc Khải có thể tìm được một tình yêu đích thực theo cảm xúc của mình, và bạn hãy cố thay đổi cách ta giao tiếp với mọi người, hãy mạnh mẽ lên, đừng rụt rè nữa. Mong Khải là sắp tới thì bớt nhút nhát một chút xíu, mình chủ động một chút xíu, với là mình tự tin vào bản thân của mình nhiều hơn thì sẽ gặp được, tin là trong tương lai Khải sẽ gặp được một người phù hợp với mình. Sau chương trình này thì mình muốn nói với An là dù có thật hay giả thì mình vẫn làm bạn nhé. Sau chương trình này thì An rất là mong nếu như Khải và Vi thực sự mà có cơ hội hoặc là có thích nhau thực sự thì hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu, và biết đâu sau đấy trở thành một cặp đôi rất là dễ thương thì sao. Real love, fake love, yêu thật, yêu giả.